Rồi, một chiều thứ bảy, hôm nay thứ bảy của ngày mùng 4 tháng 6 âm lịch quý vị, mới đó là đã là nửa năm rồi. Và hôm nay là chiều thứ bảy thì Lê Tuấn đi đến đâu thì cũng thấy tiếng hát tiếng hòa rồi bia rượu, nhưng mà riêng Lê Tuấn thì vẫn còn tiếp tục công việc cùng với anh em rủi ro lên đường, và đã giải quyết xong cho chủ một chiếc xe TS2810 Isuzu quý vị nhé. Cũng như Lê Tuấn đã nói rồi, nói đến Isuzu thì chúng ta nhớ đến tổng thống Ukraine, đúng không? Đất nước đang còn chiến tranh, Nga đang còn thực hiện chiến lược, tức là đang còn xâm lược Ukraine. Thì thôi, bây giờ hôm nay Lê Tuấn tiếp tục review một cái đoạn, tức là giao xe quý vị nhé. Rồi, cũng đã để cho anh em coi như là để cho anh em không phải ngại hàng nữa, Lê Tuấn cũng nói với anh em là chiếc xe đã bán nha, đã bán xong rồi, và chiếc xe MS cũng đã bán 75 triệu rồi quý vị nhá. Đấy, và một chiếc xe 3.000 lên máy 4.000 Ford của Mọc cũng bán xong rồi. Đấy, và Lê Tuấn vừa nãy mới vào chiếc Ford 3.600 nói chuyện với chủ, thì lúc đầu tiên chủ kêu 75 triệu, bây giờ còn 60 triệu quý vị nha. Rất nhanh tay, nhanh chóng điện cho Lê Tuấn 0394 326 198. Rồi, Lê Tuấn sẽ đưa cả nhà chúng ta đến để chúng ta gặp chủ để mua bán. Rất thuận tiện, rất nhanh. Bởi vì Lê Tuấn hôm nay không phải là review xe này nữa, bởi vì có chủ mới rồi. Không phải review mà Lê Tuấn chỉ tâm sự. Tâm sự ở chế độ thứ nhất là như vậy. Một chiếc xe Isuzu đầu tiên chủ kêu, nó ví dụ như 35 triệu, đúng không ạ? Thì tất nhiên 35 triệu thì chủ sẽ bớt cho chúng ta 3 triệu đến 4 triệu, đúng không ạ? Rồi tiền xe lên cũng sáng gần. Đó là cái tình cảm, bởi vì nhà vườn chứ không phải là mua đi bán lại, mà cũng không phải là buôn bán. Đấy, cho nên là chúng ta rất dễ mua, đúng không ạ? Nếu như chủ nhà vườn người ta đã mua về ta xài rồi thì người ta bán rất rẻ thôi. Cứ vô tâm sự, chúng ta mạnh tay chúng ta đến rồi chúng ta trao đổi một vài câu, rồi anh em tình nghĩa là ok, là bớt ra về thôi, chứ đâu có phải là lỗ lãi gì đâu, đúng không ạ? Chủ nhà đã mua về làm rồi thì không có lỗ ở đó, chỉ có bán là bán, có thế thôi. Cái tâm lý như vậy. Còn cái ông nào mà kêu cao thì mai mốt ta chờ đến một tháng sau lại thấp xuống là chúng ta mua. Đó là cái quy luật của nhà vườn. Đây, cái xe 3.600 đây vừa nãy đầu tiên kêu 75 thì hôm nay vào còn 60. Đấy, thì tối nay Lê Tuấn sẽ đưa coi như là cái video đây lên quý vị nhá. Đấy, rồi. Còn bây giờ thì cũng không cần phải review nữa. Tất cả đây về Tây Ninh. Em Isuzu TS2810 về Tây Ninh. Đấy. Và lúc này thì chủ nhà đang còn tháo những cái gì mà nó liên quan để đưa lên xe cho nó dễ. Đấy, đây là chủ nhà. Đã hai bên đã buôn bán xong, tức là giao dịch thành công vào chiều thứ bảy ngày 23 tháng 7 năm 2023. Chiếc xe này đã về cái gì Tây Ninh nhỉ? Mình là cái gì Tây gì em nhỉ? Hả? Đà Cao Tây Ninh. Cái gì? Đà Cao Tây Ninh. Xà Cao. Đà Cao Tây Ninh. Rồi, xin tạm biệt nhé. Isuzu TL 2810 về Tây Ninh, về Đà Cao Tây Ninh. Mỗi khi mà Lê Tuấn ngày hôm nay Lê Tuấn bán được 3 món nhé. Đấy, và buổi sáng Lê Tuấn đi quay trâu thì một số anh em cũng đem cho Lê Tuấn nhưng mà thông cảm. Và chiều nay Lê Tuấn bán được 3 món. Thứ hai nữa là các bác biết không, chiếc xe Isuzu 2 cầu mà có dàn chảo 4 ở Bầu Bàng đã bán rồi các bạn nhá, bán sáng nay luôn đó, bán giá 50 triệu, bớt 1 triệu đấy, còn 49 triệu các bạn ạ. Ôi quá đẹp rồi, leo lên ôi ok, đẹp quá, tài xế này số 1 luôn, rất tuyệt vời quý vị. Ô này khủng khiếp chưa, ok đấy, lên xe đàng hoàng nhá. Bây giờ bác nào mà mua về ngoài Bắc hoặc ấy là cứ thuê xe này. Đấy, là chạy lên. Đấy, tháo bô, tháo nhiếc ra. Đấy, em cũng nhắn gửi qua lời này như vậy. Còn nếu các bác mà thuê xe máy cẩu thì hơi mắc. Đó.
Em nói luôn với các bác này, bây giờ thuê chuyến xe này về Tây Ninh. Mày, em ơi, về Tây Ninh nha, từ đây về là mấy chục cây nha? À, 40 cây có 1 triệu bạc các bác nha. Rất rẻ, có 1 triệu bạc. Đó, rất gì là ngon này. Đấy, đấy là có một cặp kiếm luôn này. Đó, ok. Bây giờ lời cặp kiếm này thấy không? Hôm qua nói không có kiếm. Ôi, hôm qua nói không có kiếm. Ô, bà toài đã kiếm. À, có kiếm à? À, đây. Rồi, ok, quý vị nhá. Đấy, rất gì là rẻ mà, rất là ngon này chưa? Đấy, không phải xe cẩu làm gì mấy triệu bạc. Đấy, ok. Rồi, Lê Tuấn Duy dừng ở đây nha. Xin chúc cả nhà chúng ta một điều chút khỏe một chiều thứ bảy. À, cùng bên gia đình đầm ấm hạnh phúc, vui vẻ và đón xem kênh của Lê Tuấn. Cũng như đăng ký kênh và like share cho Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn. Và hẹn một video sau.